Chào mừng bạn trở lại với channel của mình Quốc Bảo này. Thì ở video này á, thì mình sẽ giới thiệu bạn con game NFT có tên là Chibobank. Con game này thuộc thể loại là thẻ bài RPG các bạn. Thì kiếm tiền như thế nào? Thì con game này sẽ có 5 cách kiếm tiền. Thứ nhất là kiếm tiền từ BVA, chúng ta sẽ đi BVA chúng ta kiếm được cái đồng XO. Cách thứ hai là BBB thì chúng ta sẽ kiếm được cái đồng Anta. Thứ ba là giới thiệu bạn bè để nhận thưởng. Thứ tư là chế tạo NFT. Thứ năm là chain NFT, trên chợ là chain hero, mua bán hero trên chợ đó, chúng ta có thể thu được nguồn lợi, đó là 5 nguồn lợi từ game. Còn chơi như thế nào á thì chơi dễ lắm bạn. Hiện tại nè, nó có nút nè Play Now, hiện tại chưa ra cho Android với iOS các bạn. Thì đã có hai cái chắc của token Anta và token XO, bạn có thể lên Bucoin bạn xem nha. Đấy, còn cách chơi như thế nào, mà list bộ chữ mà cần lay cho mình thì trên điện thoại cũng giống vậy thôi. Rồi list vào phần Connect Wallet nè. Đấy, bạn mới kết nối với ví nha. Ví thì phải ví là MetaMask. Đây bạn thấy không? Kết nối nè. Trên điện thoại cũng vậy thôi. Đó, khi kết nối rồi đó, nhấp chữ sign up. Đây là chúng ta đăng ký tài khoản nha. Thì bạn chỉ cần nhập Gmail của bạn vô đây. Đó. Rồi, nhập mật khẩu. Đang phải mật khẩu nha. Nhập đây là username, là gọi là tên tài khoản đó. Để bạn dễ nhớ. Rồi, xong đó chúng ta nhấp chữ vô đây, đi account. Sau đó chúng ta vô Gmail, chúng ta sẽ nhận được một cái mã. Thì mình sẽ làm thử cho bạn xem nha. Đó, đăng nhập thành công rồi các bạn. Thành công rồi, chúng ta vô chữ account setting nè. Cái xuống cái phần referral. Ở đây là cái mã giới thiệu của bạn nha. Còn bạn nhập mã giới thiệu của mình thì bạn sẽ được thưởng. Đấy, hiện tại mình đang hợp tác với bên đây, Chibobank nè. Khi bạn đăng ký dưới link của mình, hoàn thành đầy đủ hết trơn rồi, nhập mã rồi, thì bạn điền vô cái form này. Thì cái phút chút xíu mình sẽ giờ gửi cái bài viết này lên trên nhóm Crypto của mình nha. Đó, gửi đây cho anh em dễ nhìn, dễ thấy hơn. Đó, chứ anh em chỉ cần đăng ký với link của mình, nhập mã của mình, rồi sau đó click vào cái form này chúng ta đăng ký để chúng ta sẽ được thưởng thôi. Các bạn click vào link này, nó hỏi một số câu hỏi như là bạn bạn có tham gia nhóm của thằng Chibobank chưa, tham gia nhóm Chibobank, và sau đó chúng ta click vào tài khoản này, cái email chúng ta đăng ký tài khoản đó nên nhập vô là xong, chúng ta sẽ được thưởng nha. Đó, đây trong cái chính thức của Chibobank này, không bạn có thể lên trên Telegram này, bạn gõ Chibobank gõ ra, đấy Chibobank Việt Nam, bạn chỉ cần tham gia nhóm là được nha. Đó là điều kiện mình có thể nhận được thưởng. Rồi cái mã code này mình đã phía video nha. Nó nhập code vô. Thì nó sẽ hiện tên mình ra nè, Quốc Bảo nè. Đấy. Như là xong. Thì bạn hoàn thành nhiệm vụ này bạn sẽ nhận được thưởng nè. Ở đây là thưởng trong game nha, còn thưởng ở ngoài nữa là bạn điền form bạn được thưởng bốc đó, bực bốn bốc đó. Đấy. Rồi, như cái ví của mình đây nè, nó có setting nè. Hero bạn có thể mua. Đó, hiện tại mình có 6 con hero nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 hero. Đó, hero của mình là 6 sao. Tại sao biết 6 sao? Thì bạn hãy đếm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Từ sao màu hồng đi qua là bạn tính thêm 1 sao nữa. Hiện tại con mình 6 sao nè. Thì bạn có thể lên chợ bạn mua bán nha. Đây là wallet account setting nè, bạn có thể vô bạn mò, bạn tìm hiểu. Bạn có thể lên chợ bạn xem nè, hiện tại họ bán khá là nhiều nè. Như con này giá nó là 0,5 đô thôi. Có con là 5 đô. Đấy, bạn hãy bạn xem đi, bạn xem bạn mua nha. Còn cái chơi như thế này, click vào chữ Play Now nha. Hiện tại game chơi được trên điện thoại nhưng mà trên web nha, chứ không phải trên app. App thì hiện tại chưa có đâu, game này nó ra khoảng tầm vài tháng rồi nhưng mà nó chưa có app. Vô xong rồi đó. Đó, nó kêu nhập email. Bạn nhớ cái code hồi nãy nó gửi cho bạn không? Bạn dùng cái code đăng nhập luôn. Nếu mà mắc cái code rồi thì bạn hãy reset lại. Đấy, khi vô nó hơi lắc chứ bạn, tại mình lock nhiều quá, sổ quá. Đấy. Thì ở đây thì tổng quan như vậy, như hình nè. Thì mỗi ngày vô 24 giờ bạn vô đây, bạn đây nhận cái gương này để được nhận thưởng cái đồng này. Cái đồng này để chúng ta nâng cấp con nhân chúng ta lên, nâng cấp vũ khí. Đấy. Thì cái này mới tìm hiểu dài ngày thôi các bạn. Hiện tại level mình 81 rồi nè. Mình đủ đi BBB rồi. Ở góc phải màn hình nè, đây sẽ là nhiệm vụ. Trong hành nhiệm vụ bạn sẽ nhận được cái đồng XO này. XO này chúng ta có thể rút ra. Đấy. Làm sao để nhận được cái đồng XO này, chúng ta làm nhiệm vụ nha. Nhiệm vụ ngày nè. Bạn phải đi một ngày bạn vô bạn phải đánh một trận. Anh lóc nhiệm vụ nha. Đó, xong rồi đó, nhiệm vụ nó mở nè bạn. Đó, nhiệm vụ bạn là một ngày hoàn thành đủ 5 nhiệm vụ chúng ta sẽ nhận cái gương này, nhận được 400 anh ta nè, không, 400 XO. Anh ta đô lộn hoài. Rồi, ở roster. Đây là chúng ta có thể nâng cấp nhân vật chúng ta nha. Nè, vụ ra nâng cấp nhiệm vụ vũ khí nè. Ta phải nâng cấp vũ khí chúng ta lên. Đấy. Còn company này á là nâng cấp nhân vật chúng ta. Ví dụ như nhân vật chúng ta là nhân chính chúng ta là 117 đúng không?
đó. Thì những nhân vật phụ chúng ta thì sẽ không bao giờ vượt qua nhân vật chính. Con này là 116 nè, chúng ta không có nào vượt qua 118 được. Đấy, con chính chúng ta bao nhiêu chúng ta được bấy nhiêu thôi. Nói chuyện bây giờ lẹo lử các bạn, con này nó khá nhiều chi tiết đến từ review á. Rồi tới cái phần mission này nè các bạn, thì nó có nhiều chế độ lắm, như là Shadow Hunter, Arena Hunter, Arena là PvP các bạn, Mid Tower. Thì bạn có thể bạn làm, bạn tìm hiểu, mình chỉ hiểu sơ trong game này thôi. Đó, thì mình sẽ đi PvP thử nha. Hiện tại PvP chưa ra season mới nè. Thì một mùa hình như là một tuần hay một tháng nữa các bạn, một tuần, đúng rồi một tuần. Đây mình thì mình có cái file PDF hiện con game các bạn, tìm hiểu game nè. Thì mỗi mùa là từ 1 tới 14 ngày, thì chỉ là 14 ngày ngày các bạn. Từ bắt đầu là 2 tuần một mùa. Nhưng chúng ta có dẫn thưởng được thưởng ngày nha. Thay vì á đợi tới 14 ngày chúng ta nhận một lượt một á, thì nó sẽ phân phối ra từng ngày từng ngày từng ngày hết. Ví dụ bạn nằm trong top 21 tới 50 đi. Đó, thì mỗi ngày chúng ta nhận được nè, 500 đi gai nè. Đó, nhận bonus nè. Thì bạn ở đây bạn tìm hiểu sơ trong game này nha. Thì mình chỉ hiểu sơ thôi. Xem Hunter này, bạn đi bạn sẽ kiếm được cái đồng gì này là đồng gì không biết cái tên đó. Bạn đi đó cái đồng này chúng ta mở vũ khí nha. Còn bounty này là chúng ta có thể nhận được mấy cái đồng này chúng ta nâng cấp con nhân vật chúng ta, nâng cấp hero, nâng cấp vũ khí nha. Bạn chỉ cần làm vụ dễ thôi. Đó, lift vật đi bát nè. Đưa ba nhân vật vô là chúng ta hoàn thành vụ rồi. Cho nó tự đào đây cũng gọi là như là đào lương thực các bạn. Đấy, hoàn thành nhiệm vụ rồi nè. Đấy, được mở được 3 riêng rồi. Ở đây là nhiều cái thứ nha, như store này là bạn hồi nãy mình kêu bạn đánh cái độ Shadow Hunter đó, bạn nhận được cái đồng này chúng ta đi mở được vũ khí. Chúng ta ghép vũ khí này nữa, ghép vũ khí ở cái phần đây nó tờ phải đúng không, nó nhiều chi tiết quá bạn, ghép những chữ blade của chữ remodel force coi nè, ba món giống nhau thì bạn mới lên được một món nha. Ví dụ đây ba món trắng này là common nè, đó bạn thêm nó vô đây thì nó sẽ lên uncommon. Uncommon lên nó sẽ lên rare nha, ba rare thì nó sẽ lên epic magic gì đó, tùy em nó kêu xưng hô ra sao. Chúng ta nâng cấp lên để chúng ta mạnh hơn. Còn nhiều chế độ mình chưa mở lắm bạn, tại vì mình chưa có thời gian mình chơi. Đây còn là bạn cái nhóm của hồi chiều ban này đi, cái nhóm chúng ta không hiểu chúng ta hỏi nha. Nếu có nhiều ở đây chúng ta trực đây đến giải đáp xuống thắc mắc cho các bạn. Bạn đừng quên nha, mình hướng chó có chương trình các bạn trải nghiệm game đó. Bạn nếu mà bạn tham gia bên mình rồi, đăng ký rồi thì bạn vô nhận bóc, mở ra coi nhân phẩm có cao không, nếu cao bán, không cao thì bạn không chơi, hay chơi là tùy bạn đó. Đó là mình sẽ giúp các bạn chơi không cần tốn tiền đó, mà chơi miễn phí đó. Rồi thì mình giới thiệu sơ về game rồi các bạn, nhiều thứ mình hiểu lắm tại vì mình không có thời gian. Video này cũng 10 phút rồi đó, chứ nếu giới thiệu mà chi tiết hết đó, thì nó không hay. Game mà bạn phải tự mài mò, bạn phải tìm hiểu đó, thì cái đó mới gọi là chơi game. Rồi các bạn thấy hữu ích hay hay thì hãy cho mình muốn đăng ký nha.